Hello, ngồi lại mình cũng miễn đây. Hôm nay mình sẽ chơi Rainbow Friends nha. Ok, đang dạo. Đây tải mọi người. Ok, tiếng rồi. Tiếng rồi. Ok. Vẫn còn cái này mọi người, cái xuống nó đẹp lắm luôn á mà mình chưa có đủ. Em mẹ chạy đầu tiên. Sáu lượt mình chọn nha. Đang cắt hàng rào. Ba người đã được chọn. Skip đi mọi người. Ok. Cái khúc này là cái khúc mà tự nhiên mình treo qua hàng rào thích mọi người. Qua treo ra hàng rào xong cái mình qua chỗ này mình phải treo hàng rào tiếp. Cái này là mình đi tìm đèn SOS. Ok, đừng vào. Con rác này. Nhìn mắt cũ. Đèn xuống, đèn xuống. Yeah, nó đã thoát con Ring với con Blue. Ring nó không thấy đường, còn Blue là nó thấy đường. Con Ring ấy là nó sẽ giống như là nó đi bịt mắt dê tìm người khác. Thấy nó vẫn đi được ốc đấy. Chạy nè. Mình đang chạy thứ hai. Ui, có một bạn ở đó chạy rất nhanh. Đi qua đây nhé. Mình chắc chắn Brin sẽ biết ngay. Mới vô gặp Brin này. Không đùa đâu. Nhá. Thấy không? Thằng thấy, thằng quá. Ui, hết hồn. Dạ vậy nha. Đây là cái chỗ của con lãnh địa của con Blue nè. Chỗ hết hồn. Vậy là có mấy bạn lấy bóng vàng rồi. Có bạn lấy rồi. Thằng quá không có. Thằng có. Xuống sông nhé. Đâu có mày chưa vô đây nhỉ? Mình thấy trên đây có chỗ này nè mà mình đâu biết an toàn hay không đâu, hình như khúc này an toàn. Mình thấy là mình chưa vào thì nó đâu có đường mình đâu. Mình nghĩ chắc chỗ này an toàn, không biết mọi người có dùng không. Mình thấy chỗ này an toàn đấy. Này giống như người khác chưa thấy mọi người sao có mình chui vào. Quá an toàn quá. Mọi người nghĩ chắc chắn là an toàn 100% đâu, nhưng mà mình thấy chỗ này an toàn vậy thôi. Blue ơi, em thử nghiệm coi thấy bao nó an toàn không mới được chứ. Thôi trận sau mình sẽ thử nghiệm sao chứ giờ đang trong trận mà. Đa cái là hơi vui luôn. Sao mọi người nút thùng nhé. Chắc là lý do mọi người nút thùng đấy. Thùng cái gì vậy? Cái gì mới gì diễn ra vậy? 1, 2, 3 chơi liều nè. Liều tính mạng sống luôn. Rồi, đi. Đủ về. Đủ. Thôi, qua đây đi. Mày cầm mấy cái trên tay nhỉ? 6 cái. Lũ kìa. Trời ơi, nó đã giết một bạn của tôi rồi. Một bạn để chiến cướp ra đi. À đúng rồi, hai đơn thử nghiệm trước ấy. Ừ đó. Trong bên kia. Tôi nhớ vô kia. Lưu nó vô rồi. Lưu ơi. Chút nha.
sợ liều lắm. Nói cho mẹ nó thì nó gì này, cái trẻ hướng nào rồi. Không có tao đuổi đi đâu rồi. Sao mình nghe tiếng nói gì? Lũ ơi, hồi bạn này đâu mà xinh quá vậy? Khóc thăm hả? Chuyện gì con gì? Trời, bạn cái gì giật dữ? Lên cái đu quay cái. Lên đây chơi xíu. Cháu bóng này. Mấy bóng nhỉ? Nãy cặp trên tay mấy bóng rồi trời. Nãy mấy bóng không? Sáu bóng cộng 16 bóng. Ok quá đi. Chị thầy hiện mấy bóng rồi mọi người ơi. Chạy vô nè. Ồ hình như có mấy bạn đai rồi hay sao nó đỡ lại bóng như vậy. Chứ mình nhớ là rất là nhạt rồi mà. Ủa sao cái của mình à, cái này của mình nó bị rồi rồi hết cứu thì rồi. Nó bị nhạt đi nha. Mà không nhạt được à, đau đầu quá. Nó bị biến mất rồi. Thôi mọi người nhạt đi. Lùi. Chạy ngay. Chạy qua bên kia. Em coi nó có an toàn nha. Vô à. Chạy vô. An toàn, yeah. An toàn giờ mọi người trốn góc này được đấy. Nó sao không thấy được mình. Yeah, giờ mình an toàn 100% nè. Vậy là mình có thể vô đây trốn lại. Thì mình cấp mới. Không phải cấp mấy cấp cũ nữa. Cái gì vậy? Hết hồn mà. Tưởng thấy mình chứ. Thấy mình cơ. Yeah. Mình không phải sợ gì hết á. Thằng quá, tưởng thấy mình. Tụi thấy mình thiệt cơ. Chị vô. Tưởng mà an toàn, về cấp này cũng an toàn đấy chứ. Chàng. Được đấy. Ui, trời ơi, cảm ơn em, cái tiếng nghe khó chết đất rồi. Tưởng là ai chứ. Cục hàng này, mình biết cái này cũng an toàn. Yeah. Ủa, mặt bà lưu đâu? Hả, thấy nó chưa lần mà không thấy mặt bà lưu gì hết trời. Ờ, bắt gì? Qua liệt nè. Cái nào phải đèn SOS đâu, đèn bà lưu mà. Mình chắc chắn một điều. Để dọc con kia nữa lại. Hình như hết mạng này rồi. Tới cái mạng của Lucky là cái con mà mình ghét nhất luôn. Rồi tới Yellow nè. Lục Lam à. Sai hình nó chưa. Không, tôi chưa tới sai hình nữa. Ôi trời ơi, sao nhiều bạn đây. Rồi, đi đây. Thì đi hướng này cùng bạn này ha. Sao bạn không lấy gì? Để con. Sợ. Sợ phủ đấy. Cái gì vậy? À, ghê lộ nó có cánh. Cái gì vậy? Trời ơi. À, trời ơi. Cứu tôi trời. Lên đây. Ok, được đấy. Lên này.
xuống nha. Hui. Cái gì vậy? Hoa mỹ trắng chứ. Nó được có vài bóng rồi. Kìa giữ mấy bóng rồi. 6 bóng rồi. Dê lò đâu mà trời. Thôi đi lẹ đi mấy bạn. Đi lẹ đi dẫn tới đó. Ừ dê lò cú. Cái gì lò cú mình nhiều lần rồi. Chờ góc ngày mình mới thấy được. Kìa có một tình này kia. Có con nào không vậy? Sao nó cứ ở đây hoài vậy? Chập lưu hoài vậy? Trời ơi, dê ơi! Sao ở đây vậy? Chú vậy nè. Máy tính nó bị lỗi kìa mọi người. Lẽ. Ủa không thấy luôn hả? Trời, đứng vậy mà không thấy. Con này nó có quyền diễm gì mọi người. Mà sao nó không thấy vậy? Cái gì vậy? Cái này coi có cái nào không? Lên đây chị cũng bóc bỏ cái. Không có. Phóng sai màn hình ra. Chạy nè. Ấy mình đang cầm bóng cuối cùng luôn, ghê gì đi. Nhờ gia lộ nó giúp mình bóng cuối cùng luôn. Yeah, mình khỏi cần tiền nữa nha, mình cái bóng cuối cùng rồi. Chưa đủ luôn, xương này nó hơi khó. Lớp cây ra nè. Ui. Cái tuổi kỳ nó tung tới vậy trời. Một con lũ tới đó bạn. Ok liệu tiếp hai. Một bạn ra ra đi thì khỏi ai chạy tập đó. Và mình đang cầm một con cũng bị tới chỗ kia. Chị nè vào đây nè. Chào đây. Đổ bắt được. Trời ơi, một cuộc trong đây. Giờ tính sao trời. Thằng này quá trời rất vui luôn. Khi nhảy vô xe là mất trời. Nhảy vô xe đã mất trời. Tay tiếng hồi vô lấy. Là căng quá. Tới chọn tiền bút cây rồi đấy. Chết rồi, nó qua đó giờ sao chứ? Nhắn ngồi. Chạy vô kia tiếp nè. Chạy vô lấy con bút kia cái. Xong cái đủ gì quý nha. Kia ơi, ủa bút kia sao rồi? Ấy, sao nó đó chứ? Thấy nha. Ok, không có con nào hết. 6 rồi, con của mình con thứ 7 thôi. Tụi. Nó kìa nè, nó báo. Còn 2 con nữa. Hai con chắc mấy bạn cầm á. Ủa không cầm gì sao trẻ quá trời. Ha. Thì ra con rồi còn luôn nó dưới đây. Vô luôn. Không sợ. Mình không sợ gì hết. Chạy ơi nè. Lưu đâu? Chắc dài á. Trời mày cũng đẹp ấy.
Thử trốn đi, không thấy được mình đâu. Tụi sao quay qua thấy gì vậy? Quay nào. Đi nhá, còn cái nữa, cái cuối cùng mai cầm gì? Còn sao nhảy? Cứ nhảy già rồi lên vậy sao nhảy trời? Lô quá là lô. Nó chạy vô nó đi, chạy về. Đi kiếm coi coi tôi coi có con nào ấy. Nhảy nào. Vô nè. Ừ, không chết luôn. Trời ơi, một điều ảo diệu quá. Trời ảo diệu quá. Rồi nè, con lưu này. Mất cụ. Từ sau nãy em thấy mình sẽ sang giấc mộng la lắm. Nhưng mà chọn này thì như là tốt hơn ta mà đấy. À đâu, chưa tới được la. Cặp này là gì? Rỗng nè. Tìm tìm con cuối cùng ở đâu trời? Chứ nó trong cái nhà nào gì kìa. Nó bên kia. Nó bên kia. Một bạn đã lấy rồi gì. Chơi được đấy. Nghe cái tiếng của nó coi. Cái con này là nó á, bạn kia tới. Ôi cuối cùng kia cũng bình an vô sửa xuống mày. Ôi chưa đủ tiền. Sao vậy? Chưa đủ tiền đi trời. Bạn chưa bấm. Ủa mình đâu? À chỗ cuối nha. Chuẩn bị tiền mà bán cho kia nè. Bột bánh luôn á người. Bánh. Chắc con này thích ăn bánh táo. Đây rồi. Nó dễ thương quá à. Con này dễ thương lắm luôn á mọi người. Mọi người thấy nhìn kỹ đi, nó nghe tiếng động đấy. Nhưng mà nhìn nó cú cái đầu lên nhìn dễ thương lắm. Đi thôi. Đi tìm hẳn. Bây giờ thấy lũ lạ khóc thét luôn á. Nó là gì? Này. Vô. Ừ. Đu xe cái. Mình lấy xe này. À. Ủa lùi được hả? Ủa lùi được nè. Ủa. Bây giờ tôi mới biết lùi á. Ủa lùi đi nhanh hơn. Rồi đi nhanh cái mất ngu hoài luôn cái cục á. Ôi mà rồi đi nguy hiểm quá. Tiến rồi lùi, tiến rồi, tiến rồi lại lùi. Tiến, lùi, tiến rồi lùi luôn. Tiến mà. Lũ ơi. Ừ, cái khúc này cũng không tha nữa. Lùi. Lùi. Tiến. Này. Tiến. Lùi. Mình nghe người ta thấy mà gặp cái con này là cái con mà lam mà sai hàng kia là đứng im nhiên. Đúng hợp xong đứng im ấy. Năm bà coi sao ăn quá gì. Nằm đợi tự nhiên quá đi.
Ủa các bạn, đi. Chị đang cầm có một tịch à, mà mình sợ mất quá. Bảy được rồi. Ừ, có hai bịch nữa. Xịt ai cầm đấy. Còn hai người hả? Mấy người vậy? Còn hai người luôn rồi. Quá đúng, đáng đúng luôn. Đáng quá đúng. Tiếng à. Mấy bịch còn lại không nhỉ? Thấy chưa bạn? Mình chưa thấy luôn á. Nó chưa hiểu luôn á. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Đỡ nó đi thì phải. Việc gì vậy? Cái con này nghĩ sao đấy? Thấy chưa? Chết rồi. Bạn ơi! Cứu tôi! Cứu tôi với! Cái gì mà vừa mới nhìn cái ai vậy? Ra rồi! Trời ơi, nó bắt vậy luôn hả? Ôi, hay quá. Cứu ta. Người đã cứu ta thiệt rồi. Yeah, con như lục của mình rồi. Ừ. Người ta bảo như lục này nó hiền, à dạ nó hiền thiệt. Trụi cho lên cao dữ. Cái gì vậy? Cái gì vậy, con gì đấy? Hai người ngươi. Cháu đi chứ. Cái gì vậy? Cái gì con này không có gì ở đâu. Nghe nghe tiếng đấy. Cái khóa gì? Đừng có nhận nữa. Đi đi. Trời ơi con này phát ra một bầu trời luôn á. Nó lấp lánh kiểu tuyến luôn. Sẵn gì ghê vậy? Đi xe luôn nữa. Có thấy không? Cái con này nhìn xa lắm. Bạn ơi ổn không? Bạn thấy không ổn chi nào? Bạn gắn chú vậy? Ố, bạn nó cứu mình rồi. Nhanh nữa. Hai người bỏ qua luôn đi. Đi nào. Đi theo ông này. Yeah, chuẩn bị đủ hộp rồi. Thấy không? Mình coi có đủ chưa nha. Thế là đang chơi thử siêu cấp á. Coi đủ chưa? Ngồi giữa. Không có giữa hả? Ngồi đây. Trời ơi. Yeah. Phải cứu rồi vậy. Ngồi lộn mà ngồi. Điều chỗ rồi. Điều chỗ. Nào là anh cùng hướng nha. Bạn là anh cùng hướng nha bạn. Là anh sai hướng rồi thôi nha. Trời ơi, chắc chủng. Mất cưỡng. Để em coi đủ chưa cái. Mà thôi, tâm gì hết rồi, mình quay tâm là đủ chưa nè. Chưa đủ nữa. Nhảy không được. Trụi. Mày chọn đi nhé. Trụi cái xe nó nghiêng quá. Đi hướng kia nha bạn. Không giỡn đâu, đi hướng kia đi. Hướng này nè. Trụi cái xe kia nhiệt cô đơn. Ôi, mình muốn lái cái xe kia thôi, tất cả mình phải đi rộng mới đúng chứ. Trời ơi, bấm đưa đầu mà bấm chúng. Xe ơi, sao nhìn cái xe kia nó cô đơn quá vậy mọi người. Nhưng mà an toàn đừng lo lắng, không thể rơi xuống. Trời ơi, yên tâm dữ. Không yên tâm đâu nha. Không, không, không yên tâm chút nào cả. Trời cái gì? Lần nào vô cũng nhầm mất vậy. Nhìn bạn này to quá vậy. Hả? Vẫn gặp. Cái chuyện quá vui luôn. Mình đi hướng vậy hả? Nhìn đằng sau mình cơ. Mình đang kiểu như là chơi vậy cũng vui đấy. Mình phải phóng vậy cũng được nè. Chứ mà hồi tí hồi né không kịp á.
Trời ơi, sao giật quá vậy bạn? Ú, à, à, à. Trời ơi, con này hè lưỡi thấy ghê quá. Miệng to vậy. Trời ơi, cái gì vậy? Qua đây. Qua đây. Trời ơi, ném nữa là mình ăn bạn rồi. Chụp của bạn luôn, không cần xoay khúc này đâu. Tự nhiên giờ nằm nhầm chỗ gì không biết nữa. Giờ mình nhầm ai cũng giờ nhầm nữa. Trời ơi, mình nhắc xíu quá. Trời ơi, cái bán nó xoay. Cái gì vậy trời? Này này này, tới. Chuẩn bị gấp xuống nè. Trời ơi. Trời, cái chỗ con riêng nè. Con phóng to lên không thấy gì hết trơn. Chuẩn bị. Quay nha bạn. Trời sao bạn nhiên dữ. Nó đồ nhỉ, cấp tắc lấy mọi người. Nè chuẩn bị ra đồ này, nhảy này nha. Đây nha. Trời ơi, những con yellow mắc cửu. Cứ dậy ngoài. Cứ vô ngồi là ngồi lộn chỗ ngoài. Bấm ngồi đầu tiên cũng được nữa. Trời ơi. Tiếng hả? Tiếng đa hai người. Gào rác nè. Sao được hẹn đấy? Yeah, tụi mày đã được tách biệt rồi. Yeah. Không cần đi chung nữa. Trời, cứ vào ngồi xe là ngồi lộn mà. Này chạy ra trời nắng mà tự nhiên em qua khúc gỗ luôn cục trời có phải ngồi hoài à đủ đầu bình tết chạy qua luôn nữa nhưng mà thôi ngồi đi chứ không tí mà không đủ là ăn đạn liền á biến đạn đấy người má này cái con này xác xuất ra thằng thật đấy không phải người má đâu. Yeah. Mình chung một cái. Yeah. Cái gì vậy? Ủa, ok không nhỉ? Ok không? Ok không? Dễ được nè. Dễ. Yeah, vậy mình chiến thắng rồi nha. Frank. Chết cơ 2 rồi mọi người ơi, chú chơi chắc cơ 3 hàng 1 á. Cơ 2 hả? Mới chắc cơ 2 hả? Mấy bạn mọi người đi mà vô chắc cơ 3 chơi với chị. Ok. Ê còn cảnh nè, còn đấy. Còn cảnh này. Coi hết rồi nhá. Quê. Lú. Lú nè mọi người. Những lúc mới nó ngủ, thấy chán rồi chứ. Chứ ngắn ngắn sao. Gì? Đây là chiến thắng chiếc thứ hai nha. Em coi đủ chưa? Chưa hả? Chưa đủ luôn hả con bé? Cái này anh hả? Ờ, ta sẵn đây. Vậy lại sẵn.